Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học chương trình môn toán lớp 6, sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 6, sách cánh diều. Tập 2, chương 5, bài 1. Trong video hôm nay, các em sang phần ba la mã, tính chất cơ bản của phân số. Rồi ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 6, sách cánh diều tập 1, tập 2 cũng như sách bài tập được thầy giáo đặt trong phần giấy trích phát ở cuối video này. Rồi trước hết là các em vào phần 1, tính chất cơ bản. Phần hoạt động 5. Ta có 1/5 bằng 2/10 vì 1 nhân 10 bằng 5 nhân 2. Đây là quy tắc bằng nhau của hai phân số các em đã được học ở video trước. 1/5 bằng 2/10, đúng không? Các em nhớ này, đối với hai phân số, nếu tử của phân số này nhân với mẫu của phân số kia mà nó bằng mẫu của phân số này nhân với tử của phân số kia thì hai phân số đó bằng nhau. Cụ thể ở đây chúng ta có 1 nhân 10 bằng 5 nhân 2. Được chưa? 1 nhân 10 bằng 5 nhân 2. Cho nên 1/5 sẽ bằng 2/10. Quy tắc này người ta gọi là quy tắc tích chéo hay còn gọi là quy tắc bằng nhau của hai phân số. Rồi, dựa vào đó các em sẽ tìm số nguyên thích hợp ở dấu hỏi chấm trong mỗi ô trống. 1/5 bằng 2/10 và bằng 1 nhân với ô trống phần 5 nhân với ô trống. Bây giờ các em sẽ tìm số thích hợp để các em thay cho dấu hỏi chấm trong mỗi ô trống này. Rồi trước hết là tử số. Các em sẽ nhẩm xem là tử số là 2 này, chỗ này là 2 này, đúng không? Bằng 1 nhân mấy? À 2 thì các em dễ dàng nhẩm được là bằng 1 nhân 2. Đúng không? 2 bằng 1 nhân 2. 10 bằng 5 nhân mấy? À 10 các em dễ dàng nhẩm được là bằng 5 nhân 2. Vậy 1/5 bằng 2/10. Vì sao chúng ta có phân số 2/10 này? Bởi vì là chúng ta đã nhân cả tử số và mẫu số của phân số 1/5 này với số 2. Đúng không? Các em nhớ là tử số nhân với 2 thì mẫu số cũng phải nhân với 2. Được chưa? Từ đây chúng ta có nhận xét giá trị của phân số 1/5 này nó không thay đổi khi ta nhân cả tử và mẫu với 2. 1/5 ta nhân cả tử và mẫu với 2 thì ta được phân số 2/10 bằng nó. Có nghĩa là giá trị của phân số 1/5 không thay đổi khi ta nhân cả tử và mẫu với 2. Được chưa? Rồi, nếu các em lấy 1/5, các em nhân cả tử và mẫu với 3 thì chúng ta cũng được một phân số mới bằng nó. Hay là các em lấy phân số 1/5, các em nhân cả tử và mẫu với -6 thì chúng ta cũng được một phân số mới bằng phân số 1/5. Nói cách khác là nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác không thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. Các em nhớ là nhân cả tử và mẫu với cùng một số nguyên khác không nha. Có nghĩa là tử số nhân với A thì mẫu số cũng phải nhân với A. Và ở đây là A phải khác không. Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác không thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ sang ví dụ B. Ta có 4/24 bằng -1/-6. Chúng ta giải thích theo quy tắc bằng nhau của hai phân số, tức là quy tắc tích chéo. Hai phân số này bằng nhau bởi vì 4 nhân -6
bằng 24 nhân với âm 1, đúng không? 4 nhân âm 6 bằng 24 nhân âm 1. 4 nhân âm 6 bằng bằng âm 24. 24 nhân âm 1 bằng âm 24. 4 nhân âm 6 bằng 24 nhân âm 1. Rồi bây giờ các em dựa vào điều này, các em tìm số nguyên thích hợp ở dấu hỏi chấm trong mỗi ô trống. 4 phần 24 bằng âm 1 phần âm 6 và bằng 4 chia cho bao nhiêu, phần 24 chia cho bao nhiêu. Ở đây các em nhớ là tử số chia cho số nào thì mẫu số cũng phải chia cho số đó nha. Rồi các em sẽ nhẩm xem là 4 chia cho mấy bằng âm 1. À, các em dễ dàng nhẩm được là 4 chia cho âm 4 thì bằng âm 1. Còn nếu em nào mà vẫn khó nhẩm thì chúng ta sẽ làm như sau. 4 chia mấy bằng âm 1. Giả sử là 4 chia x bằng âm 1. Bây giờ chúng ta đang đi tìm số x này. Muốn tìm x này thì các em sẽ lấy nè, là số bị chia là 4 nè. Các em chia cho thương là âm 1, đúng không? 4 chia cho âm 1 thì bằng âm 4. Cùng dấu là thương dương, khác dấu là thương âm. Ở đây khác dấu cho nên kết quả bằng âm 4, đúng không? X bằng âm 4. Có nghĩa là các em lấy 4 chia cho âm 4 thì bằng âm 1. Rồi tương tự ở đây, ở mẫu chúng ta có 24 chia x. 24 chia x bằng âm 6. Suy ra x bằng 24 chia âm 6. Khác dấu thì thương âm. Kết quả là dấu âm. Vậy x bằng âm 4. Đúng không? Như vậy là các em đã chia cả tử và mẫu cho âm 4. Rồi như vậy là trước hết là ta có tử số là âm 1 này. Âm 1 thì bằng 4 chia cho âm 4. Các em nhớ là khi chia cho một số nguyên âm thì các em sẽ đặt số đó trong dấu ngoặc nha. Rồi tương tự mẫu này, âm 6 thì bằng 24 chia cho âm 4. Tử số chia cho số nào thì mẫu số cũng phải chia cho số đó. Vậy 4 phần 24 bằng âm 1 phần âm 6. Vì sao chúng ta có phân số âm 1 phần âm 6? Là bởi vì các em đã chia cả tử và mẫu của phân số 4 phần 24 này cho số nào? Các em đã chia cả tử và mẫu cho số âm 4. Được chưa? Nhớ là các em để số âm 4 trong dấu ngoặc. Rồi. Như vậy là giá trị của phân số 4 phần 24 này nó không thay đổi khi chúng ta chia cả tử và mẫu cho âm 4. Được chưa? Hay nói cách khác là nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Ở đây 4 nó chia hết cho âm 4, 24 cũng chia hết cho âm 4, tức là âm 4 là ước chung của 4 và 24. Được chưa? Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Rồi từ đó chúng ta rút ra kết luận sau. Kết luận này chính là tính chất cơ bản của phân số. Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác không thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Rồi đây là hai tính chất cơ bản của phân số. Rồi như vậy ở đây, dựa vào tính chất cơ bản của phân số thì các em ghi nhớ A phần B bằng A nhân M phần B nhân M với M thuộc Z và M khác không. Có nghĩa là M là số nguyên khác không. Nếu chúng ta nhân cả tử và mẫu của phân số A phần B với một số nguyên M khác không, được chưa? Thì chúng ta sẽ được một phân số mới bằng phân số A phần B. Rồi tiếp theo là A phần B
bằng A chia N phần B chia N với N thuộc ước chung của A và B. Có nghĩa là nếu chúng ta chia cả tử và mẫu của phân số A phần B cho cùng một ước chung của chúng thì chúng ta sẽ được một phân số mới bằng phân số A phần B. Ước chung của A và B ở đây cụ thể là N. Rồi ghi nhớ tiếp theo là mỗi phân số đều đưa được về một phân số bằng nó và có mẫu là số dương. Trong khi làm toán thì chúng ta luôn có xu hướng là đưa phân số có mẫu âm về phân số có mẫu dương để khi thực hiện phép tính nó rất là thuận tiện. Thầy giáo ví dụ phân số 1 phần âm 9, phân số này có mẫu âm thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa phân số này về một phân số bằng nó có mẫu dương. Rồi muốn đưa về phân số bằng nó có mẫu dương thì các em sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với số âm 1. Tử số là 1 nhân với âm 1 thì mẫu số cũng phải nhân với âm 1, âm 9 nhân với âm 1. Ta biết là khác dấu thì tích âm. 1 nhân âm 1 bằng âm 1. Cùng dấu thì tích dương. Ở đây là bằng dương 9. Thì lúc này ta có 1 phần âm 9 bằng âm 1 phần 9. Mẫu số đã là mẫu số dương rồi. Rồi các em nhớ nhá, muốn đưa phân số có mẫu âm về phân số mới bằng nó có mẫu dương thì chúng ta chỉ việc nhân cả tử và mẫu với âm 1. Rồi ví dụ 2, âm 5 phần âm 8. Muốn đưa phân số này về phân số bằng nó có mẫu dương thì các em sẽ nhân cả tử và mẫu với số âm 1 thôi. Cùng dấu thì tích dương, dương 5. Rồi cùng dấu thì tích dương, dương 8. Được chưa? Rồi cụ thể các em vào ví dụ 4. Viết mỗi phân số sau thành phân số bằng nó và có mẫu là số dương. Theo tính chất cơ bản của phân số, ta có thể làm như sau. Câu A là 3 phần âm 5. Muốn đưa phân số này về phân số bằng nó có mẫu dương thì các em sẽ nhân cả tử và mẫu với âm 1. Được chưa? Tử số là 3 nhân âm 1 và mẫu số là âm 5 nhân âm 1. Khác dấu thì tích âm, âm 3. Cùng dấu thì tích dương, dương 5. Được chưa? Rồi, câu B. Âm 2 phần âm 9. Ta đưa phân số này về phân số bằng nó có mẫu dương. Thì các em nhớ là chúng ta chỉ việc nhân cả tử và mẫu với âm 1 thôi. Cùng dấu thì tích dương, dương 2. Cùng dấu thì tích dương, ở đây là dương 9. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 4. Viết phân số sau thành phân số bằng nó và có mẫu là số dương. A phần âm B. Ở đây người ta cho A thuộc Z và B thuộc N sao. Có nghĩa là A chính là số nguyên. Có thể là số nguyên âm, có thể là số nguyên dương, hoặc có thể là số 0. B thuộc N sao, có nghĩa là B là số tự nhiên khác 0. B là số tự nhiên khác 0, cho nên trừ B chắc chắn là số nguyên âm rồi. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ đưa phân số này thành phân số bằng nó có mẫu dương bằng cách là chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với âm 1 như thầy giáo hướng dẫn ở trên. A nó là số nguyên thôi, chúng ta chưa biết nó là số nguyên dương hay là số nguyên âm hay là số 0. Thì A nhân với âm 1 chúng ta sẽ viết thành là trừ A. Được chưa? Thành trừ A. A nhân âm 1 thành trừ A. Còn âm B nhân với âm 1, ở đây B nó là số tự nhiên khác 0, cho nên trừ B sẽ là số nguyên âm. Số nguyên âm mà nhân với một số nguyên âm thì chúng ta được một số nguyên dương là B.
Vậy a phần trừ b bằng trừ a phần b. Được chưa? Rồi như vậy là bài này thầy giáo chia làm nhiều video, các em có thể theo dõi phần tiếp theo được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi nếu các em cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì đừng quên vui lòng ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.